Nhưng mà tiết mục vừa rồi hình như là nhận được những tràng pháo tay hơi nhỏ thì phải đúng không các bạn? À, đúng rồi ạ. Xin được cảm ơn tất cả các bạn cổ động viên. Bây giờ chúng ta có thể rút vào khu vực hậu trường được rồi. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã gửi đến cho chúng tôi tiết mục mở màn rất ấn tượng. Thưa quý vị và các bạn, tiết mục dự thi thứ hai ngay sau đây sẽ là tiết mục dự thi đến từ công ty Sumi Rapper Việt Nam. Và đó là tiết mục gì? Chúng ta sẽ cùng khám phá ngay bây giờ. Trời hồng nâng ngoài con núi lượn lờ là mây trắng, con chim gì mà hót vui vang cả cánh rừng, vui chân ta cùng xuống trần, bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Kia một chàng trai mát sáng từ đường mòn vách núi, anh vui gì mà sáng bay vang cả cánh rừng. Vui chân ta cùng xuống trần, bướm trắng bay quanh bên những rừng mơ. Xuống chợ ngại ngần gì hỡi em, xuống chợ với em, ái là chàng trai thôi ngô ghê. Chúng em vẫn vui chân đi bên anh mà chẳng nói được gì, trong lúc em ái lạc như có tiếng ngựa phi. Chào những người em gái có nụ cười đẹp quá, em vui khi mà líu lo như đàn chim trời, mây bay lang thang trên đỉnh núi xa mờ, anh lên đây như mây bên núi đầy mơ. Xuống chợ với em, ái là chàng trai thôi ngô ghê. Chẳng mua được gì, trong ngực em ái lạ như có tiếng tiêu kỳ. Chợ của mình vui quá, mà sao nào xinh quá, đường xa đông đổ mà chúng em vẫn vui chân đi bên anh mà chẳng nói được gì, trong ngực em ái lạ như có tiếng tiêu kỳ. Mặt trời lặn sau vai quay núi đợi về chiều đã vắng, chia tay lòng còn vấn vương chưa kịp nói lòng gì, hẹn ngày chờ sau tới nhé lại gặp giấc mơ ấy, trên con đường mòn núi cao bóng chàng xa mờ, trên con đường mòn núi cao bóng chàng xa mờ, trên con đường mòn núi cao bóng người mơ.
Xin được chúc mừng các bạn đã hoàn thành xong phần dự thi của mình.